Đã gần một học kỳ triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 1, học sinh tích cực hơn trong học tập, tự tin thể hiện suy nghĩ, tư duy của bản thân là những tiến bộ nổi bật mà các trường, các giáo viên nhận thấy ở các em. Sau nhiều lo lắng băn khoăn về chương trình mới, sự thay đổi từng ngày của học sinh như một làn gió mới thổi vào các trường tiểu học. Giờ học môn tự nhiên và xã hội lớp 1, không còn cảnh học sinh chỉ ngồi đúng một chỗ nghe giảng, đọc bài rồi trả lời câu hỏi của giáo viên. Giờ học lớp 1 hiện nay kết hợp nhiều yếu tố tương tác giữa cô và trò. Học sinh vì thế cũng được thoải mái giao tiếp, chia sẻ với bạn bè. Điều mà tôi tâm đắc nhất đó chính là học sinh biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Thì điều này đã phản ánh lên được là học sinh đã hình thành lên được phẩm chất nhân ái. Hình thức tổ chức dạy học làm cho học sinh được hoạt động nhiều hơn, được làm việc nhiều hơn. Tại vì cái chương trình phổ thông 2018 này là hướng học sinh đến cái sự là chuyển từ biết sang làm. Học sinh được thực hành, được trải nghiệm rất là nhiều. Nhiều lo lắng đã được đặt ra khi một năm học mới bắt đầu. Nhất là những tỉnh thành còn khó khăn trong việc tổ chức học 2 buổi một ngày cho tất cả học sinh như thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau gần một học kỳ, thực tế cho thấy sự chênh lệch giữa học sinh các lớp là gần như không có. Nói chung là nó không có ảnh hưởng gì cả. Chủ yếu là về chương trình thôi. Cái chương trình mà giáo viên có sự đầu tư, giáo viên cố gắng đi theo chương trình thì rất là hay, thì các em vẫn phát huy bình thường. Ở giai đoạn này thì các bạn đã có thể đọc được cả đoạn văn rồi. Thì qua đó các em trình bày những cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình, sử dụng những 4 từ mình học áp dụng vào trong cuộc sống, về nhà chia sẻ với lại ba mẹ, người thân của mình. Một điểm sáng từ chương trình mới chính là sự tăng cường tham gia của cha mẹ trong việc học tập của con cái. Những chủ đề về gia đình, xã hội luôn được giáo viên yêu cầu học sinh về nhà cùng chia sẻ và thực hiện với cha mẹ. Cái hoạt động đem về nhà giống như là con học được 3 cái chén, ở nhà con có thêm 2 cái là con có tổng cộng là 5 cái, nó rất là gần gũi, cho nên là mình thấy bé mình nó cũng thích thú, nó về nó cũng nói, nó nói với mình, nó trao đổi mình. Nhiều khi mà mẹ cũng hình như là muốn giải sai luôn á, thì bé mới giải thích là không, cái này là bao nhiêu con vịt này là phải ghi số tổng trước, rồi có bao nhiêu phép toán là phép toán cộng trước, rồi ra này phép toán trừ. Thực ra nó rất là gần gũi và làm cho bé nó dễ tiếp thu bài hơn. Những tiết học sôi nổi, những tiếng cười vui đùa khi mỗi ngày đến trường của học sinh đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ chương trình sách giáo khoa mới. Một chương trình được tổ chức theo hướng mở, huy động tối đa sự sáng tạo của giáo viên.